hãy nói gì đó về huấn luyện viên của bạn. Thế là mình phải nói về cả hai huấn luyện viên đúng không? Trời ơi, mình chỉ muốn nói ba chữ thôi. Em yêu chị Quỳnh. Ờ, em nghĩ là chị Thu Quỳnh. Nếu mà ba là em sẽ chọn mình. Idol của em Thu Quỳnh. Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của con. Ngay từ vòng 1 ấy, có gì đấy chị đã nhìn ra được mình và chị hiểu được mình có thể hợp ở vai nào đã cho mình rất là thêm nhiều những cái động lực hơn này, hay là những cái kinh nghiệm, những kiểu gì đó có một vẻ gì đó rất là sang chảnh và hơi xa cách ấy. Chị luôn toát một cái vẻ khiến cho mình rất là lo sợ ấy. Nhưng mà không hề, chị rất khác trên phim cho mọi người. Biết cái gì chị sẽ chia sẻ hết cho bọn mình, từ vai diễn cho tới kịch bản, thậm chí là đến quần áo và trang phục. Cho đến khi phim ngắn, mặc dù khác đội, nhưng đây là lần đầu tiên mà em được chị Thu Quỳnh hướng dẫn rất tận tình. Bất cứ một cái điểm gì, điểm nhỏ thôi, rất chi tiết thôi mà chị sửa cho mình luôn. Tập luyện cho bọn mình rất là kỹ. Và chị Quỳnh cũng rất là khó tính nữa mọi người ạ. Nhưng mà mình thích sự khó tính đó. Bởi vì chị có khó tính thì mới làm bọn mình tốt lên được. Đưa đuốc cho cầm. Đấy, em tự soi đường em đi. Giờ chị cho em lửa. Thật sự chị đã là người mở đường cho em, để em có thể đến được với những trải nghiệm mà em nghĩ là chắc là cả đời em sẽ chả quên được. Bởi vì suốt cái quãng thời gian cầu vồng em tham gia và em trải qua thì nói thật luôn, nó như một giấc mơ. Em rất là cảm ơn chị Quỳnh, chị đã cho em cơ hội. Huấn luyện viên Thu Quỳnh sẽ chiêu mộ quay trở lại, đó chính là Mạnh Tuấn. Rồi em đã khóc. Cái khóc của nỗi buồn nó chả bao giờ khóc bằng cái khóc sướng. Thật sự huấn luyện viên của mình đã tin tưởng trao cho mình một cơ hội mới. Nhưng mà cũng hơi tiếc, em cũng phải xin lỗi chị Quỳnh này, vì chị đã cho em cơ hội nhưng mà em lại không làm tốt được hết sức của mình. Nhưng mà em sẽ vô cùng trân trọng với khoảnh khắc chị gọi tên em để em quay trở lại. Thank you chị. Cảm ơn chị vì đã chiêu mộ em về đội của chị để em được trưởng thành như ngày hôm nay. À, với bóng thì chị Lan Phương là một người khá là trung tần số, rất là nhí nhảnh, đáng yêu và luôn luôn vui tươi. Rất là nhiều năng lượng. Đôi khi trong những vai diễn của chị có cái sự điên loạn trong đó và mình muốn học hỏi của chị. Bật mí một chút là chị Lan Phương không chỉ là huấn luyện viên của mình trong Đường Tới Cầu Vồng mà còn là chị gái của mình nữa. Bố mất mười mấy năm rồi, một mình mẹ nuôi mấy chị em chúng mày chẳng dễ dàng gì đâu. Nhưng mà chỉ trong phim Thương Ngày Nắng Về thôi. Chị Lan Phương là một vị huấn luyện viên rất là thẳng thắn chia sẻ tất cả những cái gì mà chị nghĩ trong lòng. Cái đôi mắt đấy của em nó khiến cho chị thắc mắc là em đang chỉ là gồng lên để thoại hay là đấy là cái cảm giác thật của em. Đấy là cái nó sẽ khiến cho diễn xuất của em nó không bung ra được, chị không biết kịch bản. Và công việc của tụi em sau này khi làm diễn viên, tụi em phải chinh phục được những khán giả kiểu như chị. Sau khi mà nhận kịch bản thì chị luôn để bọn mình tự hiểu về nhân vật này, xong rồi tự sáng tạo, tự tập với nhau. Và lúc đấy thì chị Lan Phương mới góp ý. Thực sự là chị Lan Phương để bọn mình tự lập và tự bơi rất là nhiều. Nhưng mà điều đấy cũng giúp mình sáng tạo hơn, khám phá nhiều màu sắc của mình hơn. Giờ Lan Phương có bảo là lúc đầu chị cũng khá là hối hận khi mà chọn Châu đấy. Nhưng mà em đã khiến cho chị Lan Phương không hối hận nữa. Chị nhỉ? Không biết được rằng là có phải là do chị em mình hợp với nhau hay không. Nhưng mà những cái mà chị truyền tải thì là những cái mà em đang rất thiếu. Và chính những thứ đấy là giúp cho em trưởng thành hơn như ngày hôm nay. Với bóng thì chị Lan Phương là một người thầy tiền bối và là một diễn viên rất là giỏi. Kiểu cảm thấy rất là biết ơn khi mà tin tưởng mình, lựa chọn mình vào đội của chị Lan Phương. Và nếu mà được gửi 1.000 lời cảm ơn thì em sẽ gửi 1.001 lời cảm ơn gửi đến chị. Khi mà có thể vòng 1 em đã suýt nữa bị loại và thầy đã dang rộng vòng tay, và thực sự là em rất là trân trọng cái cơ hội đó mà thầy dành cho em. Và em nghĩ là những vòng sau đó em cũng đã phần nào chứng minh được quyết định của thầy là không sai lầm. Thầy là một người rất là nhiệt tình, rất là kỹ càng. Nhiều khi trong nhóm không được thì phải bắt được thì thôi. Nào căng lên nào. Căng. Bạn căng cái gì? Ôi, bỏ hết tất cả những cái hài, cái lăng nhăng, buông cái kiểu nói không nói thế. Phần đầu tiên là phải thật đã. Mình sẽ diễn bằng đúng cái tâm lý của mình đã. Đẩy bọn mình lên để có thể đạt được cái cảm xúc như là thầy mong muốn. Để khi mà chúng mình lên sân khấu thì sẽ thể hiện được nhân vật tốt nhất. Chú Trinh thì lại khá nghiêm khắc và nghiêm túc lúc mà tập luyện đấy ạ. Mình phải tưởng tượng tất cả những cái đấy là mình phải đặt trong cái hoàn cảnh tôi là ai, đang làm gì, ở đâu.
nói được một câu xong lại dịt vào nhau như thế này. Thế còn diễn cái gì? Cả nó cả một không gian như thế. Mình rất là muốn bỏ cuộc cái phần thi đấy rồi. Tức là trong ba người thì hai người coi như xin thôi không làm. Một trận khóc như mưa luôn. Quả thật là dồn tôi vào cái góc rất là bối rối. Thầy là người sốc lại tinh thần cho mình. Thầy kiểu bảo ngày trước thầy cũng không biết làm giống mình. Mọi người đều sẵn sàng đương đầu với nó ấy. Thì tại sao mình lại không như thế? Thầy nghĩ là sẽ ổn thôi. Cảm ơn thầy Trọng Trinh đã hỗ trợ bọn em hết mình và những cái kinh nghiệm mà thầy truyền cho bọn em. Và hy vọng rằng thời gian gần đây nhất, có thể là 2022, em sẽ được đóng phim với thầy và thầy sẽ làm bố em chẳng hạn.